Mình là Phan Anh Iship. Mình là một food blogger, một nhà nghiên cứu ẩm thực và là admin của nhóm Yêu Bếp. Ngày hôm nay thì mình đang chuẩn bị hành lý để tham gia vào một chuyến hành trình vô cùng đặc biệt. Ở hành trình lần này thì mình sẽ đi đến hai huyện là Vân Hồ và Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Ở hai huyện này thì mình được biết rằng là cuộc sống của nhiều cộng đồng người dân tộc thiểu số đã có rất là nhiều những cái thay đổi tích cực nhờ tham gia vào những dịch vụ du lịch cộng đồng cũng như là những hình thức canh tác nông nghiệp theo phương thức mới. Và mình rất là tò mò và muốn khám phá điều này. Hãy cùng với mình tham gia vào chuyến hành trình để xem là những cái điểm khác biệt hay là những điều thú vị gì nhé. Thì Phan Anh đang có mặt tại bản Tơn, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ. Ở đây thì có một hợp tác xã măng thuộc dự án GREAT do chính phủ Úc tài trợ. Và đón tiếp Phan Anh ngày hôm nay thì sẽ có bạn Huế là phó chủ nhiệm hợp tác xã. Xin chào Huế. Em chào chị. Em mời chị vào hợp tác xã em để tham quan. Sản phẩm của mình đây đúng không em? Vâng, đúng chị ạ. Chị thấy có cả cái măng hốc muối chua này là chị đã mua được ở Hà Nội rồi đây này. Vâng, đây là sản phẩm mới của em đây chị ạ. Thế thì trước khi mà có cái sản phẩm mới này thì là sản phẩm truyền thống của mình là gì nhỉ? Vâng, trước nay chúng em chỉ có làm măng khô và măng tươi. Nhưng bây giờ em có cái sản phẩm mới này là cách chế biến của nó riêng và nó là cách mới cho các chị em. Nếu mà mình như thế thì có nghĩa là mình sẽ có cái năng suất nhiều hơn này, nhiều sản phẩm hơn thì mình sẽ bán như nào em nhỉ? Vâng, hiện tại là em đã được bên dự án kết nối với bên công ty Yên Thành, Yên Bái và sản phẩm em này sẽ được xuất khẩu sang Đài Loan và Nhật Bản. Hôm vừa rồi em đã xuất khẩu được hơn 7 tấn. Rồi, thế thì là cũng là một con số ấn tượng đấy chứ. Làm thế nào đấy mà để ra những cái sản phẩm mới này? Vâng, thì nếu chị muốn xem quy trình thì em sẽ mời chị sẽ đến với một hộ dân mà chúng em đã đặt cái nồi ở đấy. Thế thì hay quá. Thế mình đi em đi. Đây, nồi đây đúng không em? Vâng, đây chị ạ. Em lên xem có được không? Có ạ. Mình sẽ đổ nước vào đây. To quá nhỉ chị nhỉ? Một nồi này thì mình sẽ luộc được bao nhiêu măng hả chị? Bao nhiêu cân măng? Chị luộc được vào 1 tấn em ạ. Luộc được 1 tấn măng? Mà luộc một lần như thế là trong bao nhiêu lâu hả chị? Khoảng 2 tiếng thôi em ạ. Nhanh thế hả chị? Thế trước đây mình mà chưa có nồi này thì mình dùng nồi gì? Nồi nhỏ em ạ. Nồi nhỏ là cái kiểu truyền thống của mình à? Vâng. Nếu mà nhiều măng như thế thì mình sẽ phải thu hái ở đâu để còn kịp sản xuất đấy? Vâng, em đang thu hái măng từ rừng chị ạ. Cũng là trên địa bàn mình. Vâng, cũng là gần đây thôi chị ạ. Mà chị có muốn đi hái măng rừng cùng em không? Tức là được đi hái bây giờ luôn á? Thế thì thích quá. Luôn chứ. Ở đây nhiều hốc như này thì là mình phải tự trồng hay là rừng nó tự mọc hả em? Là rừng tự mọc chị ạ. Nhiều nhờ. Mà cái cây này hay nhờ, nó cứ rủ hết cả xuống này, làm sao mà mình nhìn thấy đâu là măng. Vâng. Tí chị cũng sẽ nhìn thấy thôi chị ạ. Vì em sẽ chỉ cho chị cách phát hiện măng. Ôi kia kìa chị ạ. Đây á? Vâng. Gần thấy có cái măng ở đấy kìa. Làm sao để phân biệt được măng nhờ? Chị nhìn này là chị không biết đâu là măng. Vâng, tí em sẽ chỉ cho chị cách nhận biết về măng. Thế làm sao mà mình biết là cái cây măng nào thì mình thu hoạch được nhỉ em nhỉ? Đến độ để mình thu hoạch được. Trước đây em thu hái măng củ. Nhưng mà trong quá trình dự án hỗ trợ thì em đã thu hái măng cao đến 1 mét. Măng mà nếu mà để thu hái măng cao như này nó sẽ sản sinh ra măng nữa. Thế là trước đây là không phải ai cũng biết thế đúng không? Vâng.
Ngày trước thì em chỉ thu hái triệt để, thu hái hết luôn càng tốt. Và từ khi em được tham gia cái dự án về măng này thì em hiểu biết được từ cây măng sản sinh ra cây măng, và em đã để lại vài cây để cho nó được sinh sôi. Hay quá. Bây giờ em thử thu đi xem thế nào. Mình sẽ chặt như nào nhỉ? Chặt. Chặt xong wow. Thì em sẽ bóc tại chỗ luôn. Là những cái phần vỏ của này thì nó sẽ đổ lại cho gốc để vun gốc thân. Tiếp tục cho vụ măng năm sau. Từ vỏ cây măng non này mình sẽ làm phân cho cây mẹ. Cho chị xem nào. Chị lần đầu tiên nhìn thấy một cái cây măng vừa mới thu hoạch xong. Vâng. Nhìn rất ngon chị ạ. Rất ngon, rất là tươi. Vâng. Mọng nha. Trời ơi, sờ vào nó mát lạnh luôn. Và rất mềm này. Không đắng em ạ. Cái măng hốc này tươi, không hề đắng. Rất là ngon, có vị ngọt. Wow. Thật là thích. Đây. Chị sẽ ngược, sẽ cho ngọn măng lên rồi chị vốt cho măng được. Như này. Ui, em bỏ cái tay ra không? Đó, đúng không? Thế ơi, thế là hôm nay mình đã có một cái mẻ măng rất là ngon rồi đúng không? Vừa đi rừng về. Và lúc nãy thì Vế có chia sẻ với chị là mình sẽ dùng cái măng hốc muối chua này để làm một món. Thì chị đã chọn một món là món ốc suối nhá. Hôm nay mình sẽ làm ốc suối xào với cả măng hốc. Vế giúp chị nhá, em xếp nó. Gầm ở đây chắc là đập được. Vậy là đã khép lại một hành trình khám phá về ẩm thực và văn hóa của Phan Anh tại huyện Vân Hồ. Hãy cùng đón chờ những hành trình tiếp theo tại những địa danh khác tại huyện Mộc Châu. Xin chào các bạn!